Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, lũ lụt ở Pakistan đã cuốn trôi nhà cửa, đường xá, cầu cống, vật nuôi và hoa màu, cướp đi sinh mạng sống của hơn 1.400 người. Nhiều khu vực động lớn của đất nước này đã bị ngập lụt, hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa và gần 33 triệu người dân Pakistan đã chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, trong chuyến thăm Pakistan, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ mạnh mẽ hơn để Pakistan có thể ứng phó được với lũ lụt. Trong khi đó thì quốc gia này cho biết thiệt hại do lũ lụt gây ra nay đã lên đến con số là 30 tỷ đô la Mỹ. Tuyên bố được ông Antonio Guterres đưa ra trong cuộc họp báo mới nhất tại thủ đô Islamabad Pakistan là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng ta phải tích cực giúp đỡ những con người nơi đây. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho Pakistan, vì theo ước tính ban đầu, thiệt hại do lũ gây ra là khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Cũng tại buổi họp báo này, Thủ tướng Pakistan, ông Sebas Sharif cho biết Pakistan cần một nguồn tài trợ vô hạn cho hoạt động cứu trợ. Ông nói thêm rằng nước ông sẽ còn gặp khó khăn nếu không nhận được đủ sự hỗ trợ quốc tế. Ngoại trưởng Pakistan nói rằng Islamabad đang chờ các khoản viện trợ cho công tác cứu trợ và để tái thiết đất nước sau thiên tai. Vị bộ trưởng nói thêm rằng mực nước trong hồ Manchan dài 100 km ở miền Trung Pakistan đã dâng cao nghiêm trọng, nếu hồ nước bị vỡ sẽ làm tình trạng lũ lụt trầm trọng thêm. Tuy nhiên, Pakistan hiện vẫn chưa tìm được cách để khắc phục vấn đề này.